thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đến 11 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2024, thêm 18 người đã cho là mất tích trong vụ lũ ống kinh hoàng ngày 10 tháng 9 được xác minh là còn sống. Cùng với 11 người trở về trình báo vào ngày 13 và 14 tháng 9, đến nay đã có 29 người được cho là mất tích được xác minh còn sống. Số người an toàn hiện tại là 87 người và 15 người đang được điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, số người tử vong đã tăng lên 52 do thêm một trường hợp tử vong trong bệnh viện. Như vậy đến nay, cơn lũ thảm khốc tại Làng Mù đã khiến 52 người chết và 14 người mất tích. Công tác tìm kiếm người mất tích tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đất bắt đầu cứng lại. Chính quyền huyện Bảo Yên cũng đang triển khai san gạt mặt bằng khu tạm cư cho các hộ dân Làng Mù cách nơi ở cũ hơn 2 km, phấn đấu xong trong 10 ngày để ổn định tạm thời đời sống nhân dân trước khi xây xong khu tái định cư. Trước đó vào sáng ngày 14 tháng 9, Thường trực Ủy ban dân huyện Bảo Yên cũng đã họp lấy ý kiến người dân thôn Làng Nủ về vị trí khu tái định cư, phương án bố trí sắp xếp dân cư, xây dựng kiến trúc nhà ở và tổ chức sản xuất. Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên cho biết, huyện sẽ đề nghị cấp trên hỗ trợ hoàn toàn cho các hộ chịu ảnh hưởng của thiên tai, đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi, vị trí khu dân cư đảm bảo an toàn và điều kiện sống tốt nhất. Nhiều người dân đã phải chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3. Đoàn kết chung tay giúp sức, gửi đến niềm tin từ muôn phương, vượt qua lũ buồn, vượt qua khổ đau, chúng ta sẽ đứng vững trước thiên tai. Thương xót những ai còn lại, miền Bắc yêu thương mãi còn trong tim, cùng nhau vượt qua. Ngày mai tươi sáng, Làng Mù sẽ lại sống như chưa từng có lũ buồn. Thiên tai ập đến, cuốn trôi nhà cửa, mạng sống của người dân. Vẫn có những người đứng lên, kiên cường vượt qua thảm họa để cứu lấy cộng đồng của mình. Trong tình cảnh bão số 3 và ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã gây thiệt hại lớn về người là ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Người đã không ngại hiểm nguy, chủ động tìm kiếm cứu hộ trong những ngày lũ dữ hoành hành, cứu sống nhiều người và giúp lo hậu sự cho những người đã khuất. Xã trên huyện chúng ta xuống trực tiếp để lấy thông tin và báo cáo lên huyện, tỉnh, trung ương. Nên là cũng có các lãnh đạo xuống trực tiếp để tiếp cận ngay để là thực hiện tất cả cái công tác việc là di rời những cái các hộ dân còn lại đến nơi an toàn và đã cung cấp tức là cái nhu yếu phẩm. Thiết yếu trước mắt, ví dụ mì tôm, nước uống để cho bà con tức là trong đang hoạn nạn xảy ra. Và đó còn là anh Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng thuộc xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Với tầm nhìn xa, trông rộng, đã kịp thời phát hiện nguy hiểm và đưa 115 người dân lên núi lánh nạn. Qua dòng lũ dâng đầy, đôi mắt hoang mang, trái tim chưa nguôi, ngần bắn yêu thương còn đó bao nỗi niềm. Đoàn kết chung tay giúp sức, gửi đến niềm tin từ muôn phương, vượt qua lũ buồn, vượt qua khổ đau, chúng ta sẽ đứng vững trước thiên tai. Thương xót những ai còn lại, miền Bắc yêu thương mãi còn trong tim, cùng nhau vượt qua. Ngày mai tươi sáng, Làng Mù sẽ lại sống như chưa.